Xin chào các bạn, hiện tại tôi đang ở căn hộ mẫu 2 ngủ 1 vệ sinh. Căn này có diện tích lim tường là 59,1m và thông thủy là 54,9m2. Thì căn này của mình có tên là 2 ngủ cộng 1. Có nghĩa là nó sẽ có hai đấy, thiết kế đấy, mình sẽ có 2 phòng ngủ và một không gian đa năng ở giữa. Căn này mình sẽ có một nhà vệ sinh đa năng và hai lô gia, một phòng bếp và một phòng khách. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá. Thì khi mà bàn giao căn hộ thì mình sẽ có hệ thống camera ở ngoài. Khi mình bấm vào cái chuông ở đây thì hệ thống camera sẽ hiển thị lên, và ở trong nhà của mình sẽ có một cái màn hình để mình biết được ai đang vào trong hộ của mình. Thì đây chính là cái căn hộ mẫu tại Tham City. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Hệ thống cửa của chúng ta được nhận sẽ là hệ thống cửa chống cháy, và khóa thì sẽ là khóa điện tử. Đây, chúng ta cùng nhau xem khám phá đầu tiên, đó chính là cái màn hình. Khi mà mình hiển thị được cái ở tầng 1 gọi lên, mình cũng biết là ai đang gọi cho mình, và ở ngoài ai bấm chuông mình cũng nhận ra luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tổng thể căn hộ nhé. Thì đây chính là phòng không gian phòng bếp và phòng khách. Đây chính là không gian phòng khách này, và ban công đầu tiên. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ cùng nhau đến với không gian phòng bếp. Đây chính là không gian chứa tủ lạnh. Đây là không gian cộng 1 mà tôi đã nói với các bạn ở ngay phía ngoài thiết kế. Ở không gian cộng 1 này mình có thể làm cái không gian đa năng, ví dụ làm các cái kệ để sách này, hay là bên dưới mình làm một cái giường ngủ thứ ba, nếu mà có khách thì mình có thể ngủ bên ngoài này cũng được. Tiếp theo mình đến với nhà vệ sinh đây. Không gian nhà vệ sinh thì cửa sẽ thiết kế ở giữa. Đây, cửa sẽ thiết kế ở giữa. Thì bồn lavabo, nghĩa là đánh răng rửa mặt thì sẽ bên ngoài. Còn nhà vệ sinh và phòng tắm sẽ ở bên trong. Khi nhận bàn giao, chúng ta sẽ được nhận đầy đủ các thiết bị vệ sinh, vòi sen, nhà vệ sinh, bồn cầu, thiết bị lavabo của Toto hoặc là American Standard. Đây chính là không gian loza phụ. Tại đây thì chúng ta sẽ làm một cái dàn phơi và máy giặt thì sẽ đặt ở đây luôn. Đây chính là không gian loza phụ. Phòng ngủ chính được thiết kế đón ánh sáng trực tiếp với cửa sổ rất là rộng. Đây chính là không gian phòng ngủ chính. Thế thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi là khi mà mình nhận nhà mình sẽ được nhận những cái gì, và tôi xin trả lời như sau. Khi nhận nhà thì mình sẽ được nhận là trần này, đèn này, thiết bị vệ sinh, điều hòa. Đối với căn 2 ngủ thì mình sẽ được nhận là 3 điều hòa. Điều hòa Moutin chỉ có một cục nóng thôi và 3 cục mát. Sàn thì phòng ngủ sẽ là sàn gỗ,
Còn nhà vệ sinh và phòng khách thì sẽ là sàn gạch. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan lại một vòng căn hộ nhé.